kinh doanh ở Mỹ. Thì một trong những lựa chọn của tôi trong sự nghiệp tiếp theo của mình đấy là lập một quỹ đầu tư. Đấy là năm 2000. Thì tôi là một sách, và tôi một trong việc đầu tiên tôi làm ngoài chuyện mình đã tích lũy kiến thức hơn một năm trời ở trường quản trị kinh doanh rồi đấy, là tìm sách để đọc về đầu tư mạo hiểm. Thì các bạn biết không, đến năm 99, năm đấy tôi chuẩn bị tốt nghiệp ấy, thì tra trên Amazon chỉ có một cuốn sách đó là Venture Capital, tức là đầu tư mạo hiểm, và nó được xuất bản vào năm 1984. Thế bây giờ thì chúng ta thấy là sách về đầu tư mạo hiểm rất là nhiều, nhưng hiện nay đang có một nghịch lý là các bạn vẫn không tìm hiểu đầu tư mạo hiểm là gì, và hay đến các sự kiện và học kiến thức từ các sự kiện. Đấy không phải là lời khuyên của tôi. Hãy đến để giao lưu, còn kiến thức ở sự kiện thì là rất là sơ bộ, có thể nói là thậm chí là rất là hời hợt. Qua trình bày của các diễn đàn, các bạn hãy kết nối với họ và tìm những kiến thức từ họ. Nhưng đấy là những cái mà họ mà giúp bạn kiểm nghiệm được những gì bạn học ở trong sách. Và hôm nay bài của tôi thì nó hơi sách vở một tí, những điều rất cơ bản về đầu tư, nhưng tôi phải trình bày, và tôi có đề nghị bạn để tôi trình bày cái này bởi vì rất nhiều bạn không để ý. Đấy, tôi nói cái chủ đề là gì? Tài chính đầu tư khởi nghiệp. Thực ra tôi muốn nói là không phải là tài chính nhé, vốn và đầu tư khởi nghiệp, vốn khác, tài chính khác nhé. Lúc đấy là anh Cường có hỏi thì về tài chính chứ không phải hỏi về vốn. Vốn liên quan đến nguồn mà sử dụng nó như thế nào. Ở đây chỉ một cái lỗi nhỏ thì không sao cả, ta sẽ cập nhật sau. Các dạng vốn kinh doanh chúng ta đã biết là, nếu giả sử mọi người đều xem Shark Tank rồi đúng không? Shark Tank ở Việt Nam có gì thú vị? Rất thú vị, rất sôi nổi và được bàn luận rất nhiều. Thì có một cái khác biệt mà tôi nhận thấy khác với Shark Tank ở Mỹ mà tôi được chứng kiến là phần lớn Shark Tank hỏi các startup những câu hỏi phù hợp với doanh nghiệp đang phát triển, đang mở rộng, chứ không phải những doanh nghiệp thậm chí nó chỉ dừng ở lại ý tưởng, thậm chí nó chưa có doanh thu. Nếu mà gọi là chưa có lợi nhuận thì là một chuyện, thậm chí còn chưa có doanh thu. Thì đấy là đặc điểm của các startup. Thế thì chúng ta phân biệt nguồn vốn như thế nào? Vốn cho khởi nghiệp rất khác vốn để phát triển kinh doanh, và vốn cho khởi nghiệp ở thời kỳ khác nhau thì khác nhau. Tôi có thể chia sẻ là cách đây 20 năm tôi lập Việt Software thì bây giờ thì mọi thứ nó qua, nó trở thành lịch sử rồi, thì tôi có thể chia sẻ được. Tôi tiết kiệm được 30.000 đô la. Và là nếu mà nói ngôn ngữ đầu tư tức là đốt trong vòng khoảng 6 tháng hết. Và lúc đấy mình cảm thấy sững sờ, bởi vì tất cả những cái tính toán của mình nó sai. Và cái vốn đấy thì mặc dù là tôi định lập công ty là low risk, nhưng hóa ra là high risk, bởi vì mình quản lý không tốt. Thì chúng ta sẽ phân biệt hai loại nhé, một loại là high risk và một loại low risk. High risk đấy là các startup. Low risk khi mà các shark hỏi anh có doanh số bao nhiêu rồi, bạn bán hàng thế nào đúng không? Low risk phát triển kinh doanh đến mức độ thì tăng trưởng 50% một năm hay là 100%, 500% một năm đúng không? Low risk, hai đồng vốn rất khác nhau. Và các bạn nhớ cái nguyên tắc trong đầu tư đấy gì? Low risk, low return. High risk, high return. Càng mạo hiểm thì càng lời nhiều đúng không? Chúng ta nói chuyện với các nhà đầu tư sẽ là gì? Không phải là 50% tăng trưởng, 100%, 200%, 1000%, 1000%, 1000000%, 1000000%. Lần đây chúng ta sẽ dựng con số giới hạn của đầu tư mạo hiểm là như thế nào. Đấy, hai loại vốn nên chúng ta lưu ý. Và chúng ta cũng có một cuộc tranh luận rất dài về chuyện thế nào thì là startup. Mãi đến tận năm 2015 tôi thấy có trào lưu về khởi nghiệp. Chứ còn trước đây tôi không có chữ khởi nghiệp trong đầu, tôi chỉ có chữ khởi sự kinh doanh thôi. Và tất cả những cái gì mà chúng ta làm đây là bắt đầu mở một cửa hàng, đấy cũng là theo ngôn ngữ của tôi thì cũng là khởi nghiệp. Thế thì chúng ta phân biệt như thế nào? Cái cuộc tranh luận trên trong xã hội của giới khởi nghiệp là gì? Chính là thế nào là khởi nghiệp theo cách mà anh ấy nghĩ, mà thế nào là khởi nghiệp theo cách tôi nghĩ. Đây là cái khác biệt, sự khác biệt. Rất tiếc là cái bảng nó che mất cái sơ đồ. Đây, chúng ta sẽ thấy một cái sơ đồ là một cái công ty mà kết quả kinh doanh nó đi theo tính tiến thế này. Rồi, có thể tôi sẽ đi tắt sang slide tiếp theo luôn. Nhưng ở đây tôi muốn dừng lại ở cái thuật ngữ là các SME, đó là các công ty vừa và nhỏ, và các công ty là khởi nghiệp sáng tạo đột phá. Ở đây là khái niệm mà giáo sư Bill Ellis của trường MIT mà chúng tôi được học, là ông ấy tạo nên
gọi là Innovation Driven Enterprise, IDE. Hiện nay nó chưa được phổ biến ở Việt Nam, rất là tiếc. Nhưng mà bây giờ mọi người đã vượt qua cái đấy rồi, và tất cả những cái gì mà khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là chính là IDE, chứ không phải là mở ra một cái quán cà phê, mà cũng đấy cũng đã khởi nghiệp là cũng là startup, đúng không? Thế thì IDE khác là như thế nào? Khác ok, đây là sơ đồ, lại tiếc quá, lại mất mất cái đoạn ở dưới mà là quan trọng nhất, mà cái thuật ngữ dùng cho nó chính là Dead Valley. Tức là Dead Valley là trong sang tiếng Việt là thung lũng chết, đúng không? Đấy là lúc công ty khởi nghiệp tiêu tiền, đốt tiền, những cái mà chúng ta tiết kiệm được là đốt đó. Thì đây cái đoạn mà ở dưới gọi là Dead Valley. Khi mà bạn chưa có doanh số, thậm chí chưa có doanh số nhé, bắt đầu có doanh số rồi nhưng mà vẫn lỗ, và vẫn thật là đốt tiền, dòng tiền âm mà, đúng không? Ok, gặp lại. Bây giờ trở lại một chút. Thế thì các công ty mà sử dụng đồng tiền để khởi nghiệp là gì? Để sử dụng vào việc gì vậy? Thứ nhất là hoàn thiện sản phẩm dịch vụ. Chúng ta nói về sản phẩm khả thi tối thiểu không? MVP. Rất nhiều startup chỉ bắt đầu bằng ý tưởng. Rất nhiều startup đã vượt qua đấy rồi, có sản phẩm rồi. Đấy, nhưng mà cần phải sản phẩm để mà thị trường người ta tiếp nhận được, thậm chí có một khách hàng cũng được. Thì cái đấy là cái mà tình huống mà các startup cần vốn. Rồi khi mà chúng ta đã thành sản phẩm rồi, bắt đầu có ít nhất là một khách hàng rồi, thì liệu có phát triển được không? 100 khách hàng không? 1.000 khách hàng hay không? Thì đấy là giai đoạn mở rộng phân phối sản phẩm và dịch vụ. Chúng ta biết là Facebook startup bằng một cái ý tưởng là chia sẻ cho sinh viên ở trong Harvard, và sau này là cả thế giới, bắt đầu từ rất nhỏ, và khi mà phát triển lên thì người ta có đầu tư, đúng không? Thế rồi đến giai đoạn tiếp theo là đầu tư để tăng tốc phát triển, cạnh tranh, chiếm thị trường. Ở đây nó có vấn đề là gì? Rất nhiều startup khi mà có lãi rồi nghĩ là tôi không cần đầu tư, đúng không? Nhưng nếu là sử như bạn không cần đầu tư, và một công ty nào đó nhận được 10 triệu đô la đầu tư, thì có thể là ngày mai bạn ra khỏi thị trường. Đấy lý do vì sao mà mặc dù bạn có lãi, phát triển tốt nhưng vẫn cần đầu tư. Đầu tư để đứng số 1, số 2, chứ không sẽ bị loại bỏ ra khỏi thị trường. Okay. Thì các nguồn vốn startup là gì? Chúng ta thấy là đều phần lớn là đều từ tiền mình có, đúng không? Thế rồi là tiền từ gia đình, bạn bè và những người quan tâm. Mà trong giới khởi nghiệp thì chúng ta đã chia sẻ rất nhiều khi niệm là 3F, Friends and Fools and Family. Family, Friends and Fools, tức là những người gần gũi nhất, những người chia sẻ những cái niềm mong muốn, ước mơ của mình, và tin những cái gì mình làm, và sẵn sàng có thể là mất số tiền đấy. Thế rồi là khi mà đến giai đoạn tiếp theo ấy, là tiền vẫn không đủ, những người thân chỉ có từng đấy tiền thôi, là bắt đầu từ những người đồng khởi nghiệp, và tiếp theo là nhà đầu tư thiên thần. Đấy. Chúng ta sẽ đề cập đến nhà đầu tư thiên thần sau. Và đây tôi trở lại cái sơ đồ về Dead Valley, tức là thung lũng chết. Thung lũng chết. Nếu mà vượt lên thung lũng chết, chúng ta thấy cái hình nền tỏ đến rồi đó, và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp rất là cao. Và đến một ngày nào đó, đến giai đoạn expansion, phát triển rộng. Và đến khi nào thì bạn thoát được cái sức nặng hay là áp lực khởi nghiệp, đến khi là IPO. Rất nhiều công ty hướng tới là đầu tư để doanh nghiệp khởi nghiệp đấy ra IPO. Cái đây là một đề tài khác, chúng ta đi tiếp. Thì đây là sơ đồ về cấu trúc vốn mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hay mắc phải, hay phải đối mặt. Đấy là gì? Tôi đã chứng kiến rất nhiều, tức là ngồi ở nhiều ban giám khảo, là các bạn tiếp cận với nhà kêu gọi vốn ấy, thì có rất nhiều câu chuyện rất là buồn cười. Đặc biệt là khôi hài đấy nhỉ, khôi hài. Tức là khi gọi, bởi vì các bạn thiếu hiểu biết thôi, không có gì cả. Các bạn thiếu hiểu biết một chút, thì cái lời đề nghị đầu tư của bạn ấy, đối với nhà đầu tư ấy, nó trở nên rất là nghiêm túc, rất là hấp dẫn. Ví dụ tôi thấy những cái trường hợp là các bạn gọi không biết là 1 tỷ hay 1 chục tỷ gì đấy, nhưng mà cho người ta 1% là không bao giờ được những người khác người ta quan tâm cả, đúng. Thế thì ở đây cái câu chuyện là bắt đầu khởi nghiệp đấy, hai người đấy, thường 50-50 đó, bạn với một cộng sự đó, sau đó có một chú ông bác gì đấy, đúng không, hay là cha mẹ tham gia vào lấy 5% và bạn bị phá loạn, đúng không? Sau đó bắt đầu có nhà đầu tư tổ chức này, và cuối cùng là gì, hai người này chỉ còn một chút ít thôi, nhưng công ty rất là khổng lồ đó. Cái đấy là cái hành trình kêu gọi vốn của các công ty khởi nghiệp. Ok, chúng ta nhìn thấy những người rất là quen, đúng không? Quen hai anh bạn Sergey Brin và Larry Page, hình như mới hôm vừa rồi là đã giải nghệ mất rồi nhỉ? Về hưu, quyết định về hưu.
Còn thì tôi lần đầu tiên được bạn bè Mỹ mách là dùng dùng Google đi, dùng Google rất là tiện. Là hồi đấy là nước Mỹ có độ khoảng 100 cái search engine. Thì tôi cũng biết cái nào đâu, tôi là người là hay gọi là late adopter, tức là người hay tiếp nhận công nghệ chậm. Và đến bây giờ thành một cái đế chế khổng lồ. Thì cũng bắt đầu bằng đồng tiền rất là nhỏ, bootstrapping. Tôi không nhớ rõ con số tiền của Google bắt đầu là gì, nhưng mà trong Garage Auto của nhà một trong hai bạn này. Rồi nhà đầu tư thiên thần, lát nữa tôi sẽ nói thêm một đầu tư thiên thần, nhưng nhắc trường hợp của một đầu tư theo kiểu 3F, Family, Friends and Fools, đấy là gia đình của Jeff Bezos. Mọi người đều biết rằng là cha mẹ của Jeff Bezos bây giờ cũng thành tỷ phú rồi đúng không? Có ai biết là cha mẹ của Jeff Bezos cho ông bao nhiêu tiền để khởi nghiệp không? 250.000 đô. Ok, thì chúng ta nói về kỳ vọng của nhà khởi nghiệp. Khi mà cho tiền thì tất nhiên cha mẹ cũng không kỳ vọng gì, mà không biết anh chàng này sẽ đốt tiền như thế nào đúng không? Nhưng bây giờ họ chưa thành công rồi, họ đã thành tỷ phú. Và cái return on investment của họ là bao nhiêu phần trăm? Mọi người có thể đoán là đến độ khoảng 1.000% không? Hơn chứ đúng không? 1.000%, 100.000%, tùy. 12 triệu phần trăm. Đấy là con số của cha mẹ Jeff Bezos nhận được về cái hiệu quả đầu tư. 12 triệu phần trăm, tức là hình như 120.000 lần. Thì mình cho mới thấy là cái vốn ban đầu nó quý như thế nào, nó có thể là giá trị như thế nào. Okay. Thì đó là đầu tư thiên thần này. Thì trong trường hợp của Jeff Bezos hay là Google, đấy là 3F và nhà đầu tư thiên thần đúng không? Chúng ta còn cái nguyên tắc, còn cái phương pháp vốn cộng đồng nữa, thì tôi cũng không thời gian để trình bày nhiều về vốn cộng đồng ở đây. Nhưng mà tôi dừng lại một chút về đầu tư thiên thần. Bởi vì chúng ta chờ đến các nhà đầu tư tổ chức ấy, người ta sẽ hỏi các bạn rất nhiều thứ và các bạn sẽ không có. Như tôi nói, ví dụ báo cáo kế toán, kết quả kinh doanh không có. Nhưng với nhà đầu tư thiên thần thì khác. Họ vào, họ bỏ một số tiền, có thể chỉ 5.000, 10.000, và họ là người hướng dẫn. Đặc điểm của họ là gì? Tức là họ đầu tư này, sở hữu cổ phần. Họ có thể là cho một khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần, hoặc có thể là bạn mất hết, tức là người đấy bị mất hết, đúng không? Và người đó, người đầu tư thiên thần đấy thường thường là có kiến thức trong lĩnh vực đó. Người đó không phải chỉ là nhà đầu tư mà một cố vấn đặc biệt trong lĩnh vực đó. Thí dụ như bạn làm về fintech, tốt nhất là bạn có một nhà đầu tư thiên thần hiểu biết về lĩnh vực này hay đã từng đầu tư fintech. Rồi là họ có một nhóm đầu tư các thiên thần đầu tư với nhau. Tôi hình như không biết là anh Dũng có biết là đã có nhóm đầu tư thiên thần gì nhỉ? Hình có, tôi có nghe, nhưng có thể là chưa hoạt động tích cực thôi. Chứ còn ở Mỹ là có những nhóm đầu tư thiên thần ở Washington DC mà tôi được biết là nhóm đấy có thể đến hàng trăm nhà đầu tư thiên thần với nhau. Và gói đầu tư của họ rất là nhỏ, mỗi người chỉ bỏ là 5 đến 10 nghìn đô thôi, nhưng cộng lại thì đến hàng trăm nghìn, có thể đến hàng triệu những khoản đầu tư như thế. Và họ là những người tin tưởng vào startup giống như cha mẹ tin tưởng vào các bạn thì bạn đầu tư, và tin tưởng vào cái giấc mơ của bạn, tin tưởng vào cái niềm đam mê. Okay. Đây còn tôi cũng chắc là không nói nhiều về crowdfunding bởi vì tôi cũng thử, nhưng mà đây là cái thứ thực sự khó. Tôi bỏ qua, đấy một lần gì khác tôi sẽ bàn đến cái này. Thì đây là cái hành trình gọi vốn của các công ty từ giai đoạn sớm. Ta nói về bootstrapping là tự mình có tiền này, hay là 3F này, hay là nhà đầu tư thiên thần đó, sang đến nhà đầu tư tổ chức, trong tiếng Anh gọi là institutional investor. Đấy, mọi chuyện đã trở nên rất là nghiêm túc, rất là chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ phải làm những bản báo cáo, phải là due diligence. Và bạn đừng ngại rằng chúng ta phải có những cái đấy rồi mới tiếp cận với nhà đầu tư tổ chức. Bạn hãy ý thức việc là bạn giữ giấy tờ sổ sách của công ty thật chặt chẽ bằng cách nào đấy cũng được. Đến khi họ vào làm due diligence, họ sẽ giúp bạn làm cái việc đấy một cách hoàn hảo, không có gì phải lo cả. Thế thì sau khi đến nhà đầu tư tổ chức rồi thì có Series A, Series B, Series C. Và chúng ta thấy là ít có trường hợp ở Việt Nam là người ta kể về câu chuyện là đã nhận được đầu tư đến 2 đến 3 lần đúng. Chứ còn ở Mỹ là tôi thấy có trường hợp kỷ lục là 24 lần. Đấy, cứ mỗi round này một chút, mỗi round một chút. Và tôi có thể lấy một số thí dụ, và tôi bỏ qua chỗ này. Thời gian cũng nhiều để so sánh giữa nhà đầu tư thiên thần tổ chức. Đây là một thí dụ về đầu tư của Uber và Facebook trở thành unicorn, không phải như thế mà là có một cái ngưỡng là câu lạc bộ 50 tỷ đô la. Thì bởi vì ở đây có lẽ sơ đồ nó không rõ lắm thì tôi chuyển sang Uber luôn. Con số Uber nhận đầu tư có thể là từ những người là đầu tư thiên thần á, là nhỏ hơn con số mà các bạn ở Việt Nam kêu gọi rất là nhiều, 200.000 đô la, khoảng hơn 4 tỷ.
nhưng mà họ phát triển rất nhanh, sau một năm đã là 1,2 triệu đô. À, con số này đúng là con số là mà tôi nhận được từ hai lần mà tôi gọi được đầu tư này. Mình cảm thấy là mình ghê thật, nhưng mà đấy, thị trường Mỹ đã khác. Nhưng đến giai đoạn thứ ba 44 triệu đô, đó chỉ sau đấy một năm nữa thôi. Giai đoạn thứ tư chỉ sau đó 2 năm là hơn 250 triệu đô, và công ty được đánh giá là hơn 3 tỷ đô. Và giai đoạn thứ năm mà còn được ghi lại ở đây là năm 2015. Thì thông tin của tôi dừng lại năm 2015 đấy là gì? Tức là họ, cái phần đầu tư của họ, họ nhận được là bao gồm cả vốn, khoản vay chuyển đổi thành cổ phần vân vân, thì lúc đó nó tổng cộng khoảng 3 tỷ đô, và công ty giá trị là 50 tỷ, đến ngưỡng 50 tỷ. Và lúc đấy mọi người biết không, tức là công ty vẫn còn đang lỗ, đang lỗ. Thế nhưng mà người ta thấy cái xu thế, và người ta đầu tư bởi cái xu thế. Okay. Các case study, như tôi đã nói thì kiến thức thì rất là nhiều, không biết học bao nhiêu cho vừa. Cũng rất may mắn ở Việt Nam bây giờ một số cuốn sách về đầu tư đã được xuất bản. Thì tôi có khuyến nghị một số cuốn sách. Rất tiếc là cuốn đầu tiên là Angel Investing, thì tôi có cái bản, đây là của một giáo sư người Úc làm về đầu tư thiên thần ấy. Thì thiếu khâu này, tức là những người khởi sự kinh doanh cũng cần, mà người đầu tư cũng cần. Bạn là ai, bạn hành vi như thế nào, tức là từ phía người khởi sự cũng như phía nhà đầu tư, thì thiếu cái Angel Investing này. Thế còn Venture Deal, đây là của những tác giả, nhà đầu tư rất là lâu năm, kinh nghiệm, mà nói tên là cả cộng đồng khởi nghiệp ở Mỹ biết, như là Brad Feld, Jason Mendelson. Thì là rất là may là cuốn sách đã được dịch ra thành 3 tập, xuất bản thành 3 tập. Tôi hơi tiếc một chút là dịch ra tiếng Việt là hơi kiểu trend một chút, tức là cuộc chơi khởi nghiệp. Còn trong tiếng Anh tức là Venture Deal, tức là đầu tư mạo hiểm. Thì là hy vọng là các bạn nếu mà quan tâm đến đầu tư, thôi hãy chịu khó mọt sách một thời gian, đi sự kiện, đúng không? Và đây là ba cái cuốn sách mà các bạn nên đọc ngay và nên đọc đi đọc lại nhiều lần. Hy vọng là tôi có thể có dịp liên hệ với các bạn, vì tôi cùng anh Khánh đây, cộng sự của tôi làm về lĩnh vực đầu tư trend, mà không trend đi làm, đấy là đầu tư lĩnh vực tác động, và tôi quan tâm đến các doanh nghiệp đã đem lại cái tác động xã hội và tác động môi trường. Rất cảm ơn mọi người quan tâm vào giờ buổi này.